11 nha. Thứ bảy này.
Lưỡi này của mình là lưỡi lưỡi đó là lưỡi số 4 á. Nó nhỏ nhưng mà lại là cỡ to. Đấy. Nó có gai ở lưng á để cho nó khỏi rớt mồi á. Ăn đấy, đấy. Chưa đó. À. Chắc là thôi kéo vào đi. Vẫn còn, vẫn còn cái bè trang. Nó bơi vào đây không hiện ra. À. Con này nó chạy cũng ghê lắm á. Ừ. Đó. Nó sẽ chạy ghê hơn mấy con kia. Ok đấy. À. Ba mồi. Quên rồi mình lại không bỏ mang ở nhà nữa. Mình chỉ cần kéo cho chỉ nó rớt lên phát xong rồi mình kéo thôi. Là nó dễ dính lắm. Ừ. Không không cần giật. Câu cá chim lớn vậy đâu không không cần giật, chỉ cần kéo phát là cái chỉ này câu là phải bẻ lên. Chỉ này chú để lên như vậy. À, chỉ, xong rồi khi mà mình kéo là nó bung hết ra. Nó bung ra là nó sẽ đi. Hơi hơi gần, chỗ này ném hơi gần. Ném hơi gần nhưng mà nó cũng ăn thôi. Ăn theo cái đường lên này, thấy không? Nó có những cái vũng này vòng 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 đó, thì nó sẽ ăn theo hai cái đường hai bên, nó kiếm ăn hai bên đó. Ít khi nó ăn ở giữa này, ít khi nó ăn ở những cái chỗ này, nó ăn ở những cái đường lên này, bên kia một cái đó. Bên này ăn này. Đấy lại ăn tiếp này, đó. Đó, đơn giản mà. Đại ca ra. Xíu bút dọn ở trong đây rồi vào nhá. Đợi xíu từ từ nó vào. Đó quá trời. Cá này, ngày 5 tháng 11 nha. Thứ bảy này. Mới ra cùng này. Hả? À. Cái gì tôi đi? Không có nước à? Hả? À. Nước em đâu? À. Đây, chuẩn bị đồ để ăn uống này.
ơi, Tuti. Là biết rồi, lại sạch là mà à cái chỗ kia chưa, nó phải trôi hết cái đợt này nó mới sạch được. Nó trôi từ bên kia về đây này, nó trôi từ bên này. Cái xe cái đá rồi đó. Cái lều nó cũng đã rồi nó nhở. Tiền không đấy, mất tiền. Đó. Cẩn thận nhá. Sờ đi. Nhưng mà cẩn thận cái lưỡi câu nhá, vào tay nhá. Chơi với bạn không? Chơi với bạn không? Không chơi với bạn ấy. Đây này, bước câu đường cá này. Phải chết nhá. Hôm nào đi ra đây đi sớm mà rồi thì nó mới ăn nhiều. Nó ăn đi buổi sớm sớm á, tầm 9 giờ 10 giờ đó câu. Giờ này bây giờ bắt đầu nó ít ăn rồi nhỉ. Khoái. Đây được gỡ bỏ đây này. Bỏ đây nhá, cho lưỡi câu nó khỏi vàng, cái lưỡi này nó vàng người này, đây. Rồi, đi vào trong đây đi, đi vào trong đây. Cái lưỡi câu nó vào người này. Đây. Kè nó kéo lên đi, kéo đi. Kè nó kéo từ từ, kéo từ từ, kéo từ từ, kéo từ từ. Rồi, sao? Cứ kéo vào đi, kéo vào đi. Kè nó, kéo vào đi. Trời ơi, to dã man luôn mà ra mất rồi. Kéo vào đi. Ôi. Kệ nó. Trời ơi, đây không nói.